Việc thực hiện nghị quyết 43 của Quốc hội tại Sở Y tế tỉnh Đắk Nông là điều cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh COVID-19 và các loại dịch bệnh mới phát sinh. Nghị quyết giúp cho ngành y tế nâng cao năng lực chẩn đoán, phát hiện bệnh tật, năng lực xét nghiệm cũng như bảo đảm đầy đủ nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cho trung tâm y tế tuyến huyện và trạm y tế tuyến xã. Thực hiện nghị quyết 43, Sở Y tế tỉnh Đắk Nông được giao triển khai 3 dự án, gồm đầu tư nâng cấp cải tạo 9 trạm y tế tuyến xã, xây mới cải tạo nâng cấp mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, đầu tư nâng cấp và mua sắm trang thiết bị cho 8 trung tâm y tế cấp huyện và tỉnh. Tổng mức đầu tư các dự án là 132 tỷ đồng. Đến nay, tổng vốn giải ngân các dự án đạt 87,8%. Tuy nhiên, nhiều hạng mục xây dựng công trình chủ yếu tập trung nâng cấp sửa chữa các hạng mục hư hỏng, mục nát nên thời gian triển khai thực hiện các thủ tục ban đầu của dự án mất nhiều thời gian. Một số trang thiết bị y tế thuộc dự án không kịp nhập khẩu do đứt gãy nguồn cung ứng linh kiện, phụ kiện nên phải điều chỉnh thời gian thực hiện để bảo đảm tiến độ cung cấp lắp đặt. Các dự án sửa chữa, mua sắm trang thiết bị có quy mô lớn, tính chất phức tạp nhưng thời gian khảo sát lập dự án ban đầu ngắn. Phát biểu tại buổi khảo sát, đồng chí Dương Khắc Mai, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông đánh giá cao sự nỗ lực của ngành y tế trong triển khai thực hiện các dự án, đồng thời đề nghị Sở Y tế phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để triển khai các dự án hiệu quả, chất lượng, bảo đảm tiến độ. Ngành y tế cần có giải pháp để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phát huy hiệu quả của các dự án.